Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5, qua việc đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua. Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 20 tháng 5 tại phường Bến Cát, tỉnh Bình Dương được camera an ninh của nhà dân ven đường ghi lại. Trong clip, một người phụ nữ đi xe máy từ trong đường nhánh ra đường lớn, trong lúc rẽ phải đã không đi sát lề đường mà ôm cua góc rộng lao ra giữa làn đường ô tô. Hậu quả nữ tài xế xe máy đã lao thẳng vào ngang hông của một xe tải trọng lớn đang di chuyển, sau đó ngã vào gầm xe. May mắn sau đó người này theo quán tính lăn ra khỏi bánh xe, thoát nạn một cách thần kỳ. Thưa quý vị và các bạn, về quy tắc đường giao nhau, tại Điều luật 24 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đến từ bên phải. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi từ bên trái. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi từ đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Quay trở lại tình huống trên, có thể thấy người điều khiển xe máy đã cho xe rẽ ra đường lớn khi chưa chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Và hậu quả từ hành vi này chắc hẳn sẽ là lời cảnh báo với bản thân nữ tài xế cũng như với nhiều người tham gia giao thông khác trong việc tuân thủ quy định khi lưu thông tại khu vực giao nhau. Để tiếp tục bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày. Tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, chúng tôi đã cập nhật được ít nhất một vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Khoảng 0 giờ 55 phút sáng nay, xe mô tô mang biển kiểm soát 75F1-89250 do anh Lê Trần Nhật, sinh năm 2002, ở thành phố Đà Nẵng điều khiển, chở sau xe anh Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Quảng Bình, chạy theo quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng-Huế. Khi đến km 891-900 quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Lăng Lô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, xe máy va vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 75H00930 do anh Lê Viết Trường, sinh năm 1993, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cầm lái, đang đỗ bên phải đường theo hướng Đà Nẵng, Huế. Hậu quả cả hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an huyện Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông. Vào sáng cùng ngày trên đại lộ Thăng Long, đoạn thuộc xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, hai nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 26G1-16548 di chuyển theo hướng từ Hòa Bình, Hà Nội, bất ngờ đâm vào đuôi xe khách mang biển kiểm soát 28B00655 đang ở làn khẩn cấp. Sau tai nạn, hai thanh niên đi xe máy bị thương, một người bất tỉnh tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy găm chặt vào đuôi xe khách, hư hỏng nặng. Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm qua ngày 20 tháng 5, một chiếc ô tô chưa rõ người điều khiển, bên trong có hai người, chạy trên đường Trần Quý Kiên theo hướng từ đảo Kim Cương ra đại lộ Mai Chí Thọ thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến khu vực cầu cá trên lớn phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, phương tiện bất ngờ tông trực diện vào xe tải đang chạy ở hướng ngược lại. Cú đâm mạnh khiến hai chiếc ô tô bốc cháy dữ dội, tài xế xe tải cẩu kịp thời mở cửa chạy thoát ra ngoài, riêng hai người ở trong ô tô không kịp ra ngoài đã tử vong. Tại địa bàn thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều qua, xảy ra vụ tai nạn khác giữa chiếc xe máy mang biển kiểm soát 77G1-39452 do anh Nguyễn Văn Tân, 19 tuổi là người dân địa phương, điều khiển chở theo một nam thanh niên chưa rõ danh tính với xe máy mang biển kiểm soát 81B1-21005, trên xe có hai người phụ nữ. Cú va chạm khiến anh Tân và một người phụ nữ tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy nát vụn, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi. Ghi nhận tại hiện trường, ô tô đâm trực diện vào xe tải, hai phương tiện cháy trơ khung. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức đã huy động lực lượng có mặt khống chế đám cháy sau đó. Nguyên nhân vụ cháy và danh tính hai nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin lần sau.